Ok, anh em, hôm nay chúng ta lại chơi một con game mới. Thực ra cũng không phải là mới lắm. Game này nó vừa kết thúc giai đoạn Early Access nên tôi chơi luôn. Game nó tên là Vigation. Đây, chúng ta lướt qua cái trang template của nó. Game này là thuộc chủ đề mà Dracula. Anh em mới hỏi gọi là Vampire hay là Vladimir. Đây, thức tỉnh là một cái Vampire của chúng ta nè. Sau đó chúng ta bắt đầu cái chuyến hành trình đi săn của mình thôi. Ngày càng mạnh lên, chiếm lấy toàn bộ cái vương quốc, xây dựng cái vương triều của mình. Đây, dạo này nhà mạng bắt đầu chặn stream mà, nên anh em nào vào không được thì cũng thông cảm ạ. Tôi cũng không biết là bao lâu rồi nhà mạng mới có động thái hay thay đổi mấy chính sách này. Rất nhiều cái loại quái vật trong đường luôn nè. Game này thì thực ra là tôi chưa có chơi nhiều, mới lướt lướt vô thử cho biết game thôi, từ giai đoạn Early Access tới giờ luôn. Đây là cái vương triều của chúng ta, ngồi chiếm trễ trên cái ngai vàng, người vương chứ. Hình như đây là cái trailer họ mới dựng lại thì phải, tôi trông thấy nó rất là mới luôn. Game này nó hiện ra cái bản mà chính thức đầy đủ vào khoảng là 1-2 tiếng trước thôi, hình như là tiếng mấy trước. Lúc trước thì em đang trong cái giai đoạn Early Access đây nè, là từ tầm tầm tháng 5 của năm ngoái tới năm nay là gần như đúng 2 năm luôn á, là game bắt đầu ra bản đầy đủ. Giá game hiện tại thì cũng đang giảm 10%, còn khoảng 400 ngàn. Chúng ta có thêm một số cái DLC dưới này nữa. Nếu anh em mua cái base game không á thì nó vẫn chơi được đầy đủ nội dung ha. Những cái DLC này nè, DLC có thu phí rồi nè, là nó chỉ cho thêm mình là một số cái trang bị thôi. Cái trang bị đó gọi là cái thời trang. Nó gọi là cái trang phục với mà mấy cái công trình kiến trúc mình xây dựng thêm á, chứ nó không ảnh hưởng đến gameplay nha. Tức là anh em có thể trang hoàng cho cái cơ ngơi của mình nó đẹp như thế này nè. Ngoài ra thì nó không can thiệp nhiều vào gameplay, nên cái DLC này nó mang tính trang trí là chính. Tất cả những cái DLC này luôn. Cái này thì nhạc thì chắc anh em biết rồi, nhưng mà anh em nào có game này thì cứ nhận cái DLC miễn phí này cũng được. Còn đây là cái DLC mới ra, nó vẫn là mang tính trang trí thôi, vẫn rất là được ủng hộ nha. Game này thì cũng hơi buồn tí là nó ra không đúng thời điểm cho lắm. Đây, nó mới ra mắt khoảng 2 tiếng trước thôi, cũng đã được 40.000 người chơi nè. Anh em thấy con số người chơi khá đông không? Nhưng mà đen cái là con game Hades nó lại mới ra hôm qua, nó không nói không rằng với anh Hades nó gì lưu luôn, Hades nó gì lưu luôn. Vẫn là phiên bản Early Access thôi, nhưng mà nó cũng chiếm một cái phần lớn lượng game thủ thời điểm hiện tại đó. Thì con Vigation này tôi nghĩ là tầm tầm chút nữa thì nó cũng lên được cái top 10 này thôi. Lượng người chơi nó đang tăng rất là cao nè, anh em nhìn nè. Đó, đang từ này nó vươn thẳng lên 40.000 luôn, tăng gấp 10 lần bình thường. Nên tôi nghĩ là vô cái top 10 trên này là không bao lâu đâu. Cái mà con Hades với con Vigation này làm cho nhớ nhớ đến con Ensogate, nhưng mà con Fan World á, cũng hai con có chủ đề gần như tương tự một tí, nó lại ra mắt cùng một thời điểm rồi tranh nhau cái bảng xếp hạng. Vigation với Hades thì tính ra nó chỉ có là cái góc nhìn top down từ trên xuống, nhưng mà yếu tố hành động là hai cái điểm giống nhau thôi. Còn lại thì cơ bản cái gameplay của Vigation thì chúng ta sẽ có là sinh tồn, open world, xây dựng căn cứ, chế tạo đồ. Đây, riêng game này anh em có thể chơi co-op với bạn bè và thậm chí là PvP luôn nha. Thì cái phần PvP này với PvE này anh em có thể setting server tùy ý rất là nhiều. Tí nữa thì tôi sẽ vào tôi coi cái cách setting server sau đó. Thực ra thì tôi cũng chưa có chơi nên chưa biết. À, hôm qua tôi cũng mới chơi con game mà Dracula Vampire Vladimir đó nè. Nhưng mà Dracula này hơi bị hiền, cũng mà đang ngủ trong quan tài với thức dậy, nhưng mà thức dậy xong rồi phải đi làm thêm trả nợ chứ không có đánh đấm chặt chém như con này. Rồi bây giờ chúng ta vô game đã. Tôi thì tôi chơi một mình nha. Anh em nào mà chơi PvP hay với bạn bè co-op á thì có thể là setting hơi khác cho mình tí, nhưng cái đó thì tôi cũng không biết nữa. Chúng ta vô game thử đã. Game này thì tôi đã thông tin theo dõi nó từ lúc nó mới ra mắt này, mặc dù không có chơi. Thậm chí trước khi ra mắt luôn thì tôi đã theo dõi con này từ rất lâu rồi. Lúc đó thì mấy động thái của mấy anh dev lúc ban đầu á cũng nghĩ đây là indie nhỏ nhỏ, nhưng không ngờ nó lại quá thành công. Cả tôi cũng bất ngờ về chất lượng sản phẩm lúc mà mới ra mắt nữa. Nên bây giờ đạt được như thế này là xem như thành công của họ rồi. Ý, có Việt Nam đây nữa nè. Nhưng mà ngôn ngữ hình như không có tiếng Việt nha. Sao tự nhiên mà bây giờ con game nó hỏi thông tin nữa nè. Năm sinh, tôi thì già cả rồi.
Mỗi lần anh em mà chọn cái năm sinh là cảm thấy mình hơi già một tí á. Phải cuộn xuống hết thì mới được chết nha. Để tôi đọc, anh em cần đọc không? Thôi thôi. Mấy cái này thì chết. Thôi không cần đâu. Con máy đồ nó yếu lắm, với lại là cái này chỉ cấp quyền thôi. Đây là cái bản update 1.0 mới. Thì tôi chưa có chơi bản Elite Access nên cũng coi như chúng ta bắt đầu mới từ đầu đi. Úp sầm. Từ lâu video phải bật nè. Chim mưa mod thì không. Cái này cái kích cỡ cái phong chat. Anh em nào chơi online thì chắc quan tâm cái này. Khóa cái mini map thì khá là cần nè. Sau là anh em thì anh em chỉ chơi online thôi. Cái này luôn luôn ẩn ẩn mà hiện chứ, ẩn hoặc là hiện cái mà HUD của mình. Là cái mấy cái giao diện người dùng như là nút số 1 2 3 ở hình dưới này đó. Control thì chúng nó gần á thì chúng ta vô game á coi có khắc phục nào sửa cái đó. Game này nó hơi bị là lóe sáng đấy nên tôi để lại bờ lông này nó trung bình thôi. Cái sử ăn cưa này thì nó một trong bốn loại. Cái TAA thì tương đối cân bằng, SMAA thì nó khá là nặng đó, FXAA thì tôi nghĩ nó nhẹ nhất, còn cái TAA này thì nó hên xui. Tôi chắc để FXAA được rồi. FXG limit thì chắc tôi để không có giới hạn đó đâu, chắc tôi dùng phần mềm thứ ba tôi giới hạn cái FPS cho nó nhẹ lên. Game này cũng khá là nặng nên tôi để 90 thôi. Đây hai cái này thì tôi luôn luôn là tắt Molten Lure với Depth of Field, nó ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của mình nhiều lắm. Hiệu ứng máu rung lắc màn hình thì tôi cũng kéo về không luôn. Cái này là chất lượng của cái vải vóc và quần áo. Cái này là cái tỷ lệ chuyển động của nó, bật lên thì nó mượt mà thôi. Âm thanh thì rất là ngon nghe hết rồi nên chắc tôi không có chỉnh gì nữa. Rồi bây giờ chúng ta vô game. Mình sẽ hốt một thế giới riêng của mình, có thể mời một vài người bạn. Cái này không biết thằng bạn tôi nó có chơi không. Cái này online là mình có thể chơi với người khác nè. Sao bây giờ không có server nào trên vậy? À có. Khá nhiều luôn nha. Anh em nào muốn chơi với người khác, một server tới 60 người lận. Cái này là độ khó rất là cao luôn, vô cạnh tranh rất khốc liệt á. Server này nó sẽ có định kỳ, cái icon này định kỳ là nó sẽ xóa sạch hết tất cả mọi thứ, nó như một cái season mới vậy đó. Thi thoảng thì nó sẽ clear hết để bắt đầu lại từ đầu. Tôi chơi thì chơi một mình thôi. Đây là anh em password. Password anh em nhìn thấy không? Thấy cũng kệ anh em. Bây giờ chế độ mà độ khó giờ chơi nè. Cái này mới là phần quan trọng nè. Nó sẽ setting rất nhiều luôn. Cái phần setting này theo cái thông tin của dev viết trên mấy cái mà thông báo á thì tôi thấy họ có ghi là mình vào game vẫn sau đó bắn ra sau này mình chơi một thời gian á vẫn có thể chỉnh được. Nên bây giờ tôi cũng chỉnh sơ sơ thôi. Cái này khi chắc ăn cho một mình á thì bật lên. Nhưng mà thôi. Để các bạn bè gì vô. Time zone là tính theo cái thời gian của mà cái server. Cái này là mình chết đó, hay ai rút đồ được. Cái này là giá trị những cái mảnh linh hồn, nó chắc là một cái loại tài nguyên nào đó trong game. Cứ để mặc định đi. Khi mình bật cái này một vài item đó, nó sẽ chuyển vào con dơi của mình, tôi cũng không biết nữa. Cái này là độ dài ngày đêm, là hai cái này là tôi nghĩ quan trọng nhất nè. Trong con game này á, mình đóng vai là một Vladimir, tức là chỉ hoạt động về ban đêm thôi, ban ngày đi ra ánh sáng thì nó sẽ bị khá nhiều. Nên cái này là độ dài ngày á. Cái này một ngày thì 1080 giây là bao nhiêu ta? Chia cho 60 hả?
150 phút, 200 phút, 180 phút. 180 phút thì thôi cũng ổn rồi, như thế này đây. Khoảng 3 tiếng. 3 tiếng thôi. 10 phút. Ủa cái này dây mà. 15 phút, 15 phút là một ngày. Rồi để như thế này được rồi. Đúng rồi đó. Đây là cũng quan trọng nè, những cái phần này nó liên quan đến mình là đút đồ. Anh em chơi một mình á, nó farm rất là cực luôn. Nên tôi khuyến khích mấy cái này mình nên để cao cao. Cái này là đựng đồ nó sẽ tắt dồn vô cái mà ba lô của anh em. Ví dụ như anh em nhặt được là 10 quả táo đi, tắt mặc định của nó là 10 quả táo. Anh em đẩy cái này lên là 3 thì nó sẽ tắt thành tối đa 30 quả táo luôn, tức là anh em có thể mang được nhiều cái món đồ nó dồn hơn. Cái này là tỷ lệ loot. Cái loot này là nó liên quan đến gã quân địch trong mấy cái hùng đồ, mấy cái đồ vật để cao cao tí. Cái này là mình loot được khi mà đi săn quái cao cao luôn. Cái này là khi mình chặt cây chặt gỗ rồi nè, cũng lên luôn. Cái này cũng lên luôn. Cái này là tôi chơi một mình nên để mấy này cao nha, còn anh em chơi co-op bạn bè nên để khoảng 1 đến 1.5 thôi. Cái chơi để như thế này á thì nó tiến độ nó rất là nhanh, nhưng mà được cái anh em đỡ phải farm tài nguyên cái trang bị của mình. Cái này là độ bền bị giảm đi, bị giảm hả? Này nên cao hay thấp hả? Nên để thấp thấp thôi. Cái này là máu tăng lên tí. Cái này là máu của tài nguyên, nó quan trọng nè nha. Thí dụ máu của tài nguyên là như cái cây nó có 100 máu, anh em chặt một lần thì 50 50 đam vô thì chặt khoảng 20 lần nó hết cái cây. Nhưng mà anh em tăng nó nhiều quá thì anh em phải chặt nó rất là nhiều luôn, nó rất là tốn thời gian khi anh em dọn một cái khu vực nào đó đi xây nhà rồi chẳng hạn. Rồi mấy cái này tôi tăng nhẹ nhẹ thôi. Trader này là cái gì đó, cái này thì tôi không biết. Mình chơi đời với người khác là giao dịch đó, nhưng mà tôi không biết giao dịch với ai. Giao dịch với NPC hay NPC nó giao dịch với mình, hay là mình giao dịch với dân làng hay là người chơi khác đâu. Mấy cái này thì tôi chưa có chơi nên biết, có gì thì mình chỉnh lại cái này sau cũng được. Cái này vô phần combat PVP. Ừ? Không, tắt đi là xong. Tôi không có chơi PVP. Chấp nhận người chơi loot đồ của quân địch đó. Tôi chơi một mình thôi. Đi cây. Đi cây này là lâu quá không chơi thì nó quỷ đồ á. Để thấp thấp một tí. Thấp thấp thì nó mới giữ lâu nha. Cái này là cái tỷ lệ đối kháng của cái thành trì của mình, tôi không biết, nhưng mà tốt nhất là anh để thấp thôi. Cái này thì chắc nên để mặc định. Cái này lượng máu giới hạn của cái tòa thành, tôi cũng không biết cái này là cái gì do chưa có chơi, nên cứ tạm thời để nó đã. Cao lên 4. Mình có thể đặt lại cái tòa thành bao lâu một lần. Cái này để không đi, để mình đặt cho thoải mái một tí. Mấy cái này thì nó theo cấp bậc của cái mà tòa thành, nên tôi chắc để mặc định đi, tại vì cũng không biết gì nhiều. Số mà laser có thể chung vui cùng chung sống trong một cái tòa thành 12 thì tôi chơi một mình nên không có số đó đâu. Cái này giới hạn của mà mấy cái lồng giam mà. Thôi mấy cái này thì chủ yếu là liên quan đến PVP rồi. Mấy cái này thì anh em sẽ tiêu tốn tài nguyên để xây dựng nè, để chế độ nè, nên để thấp thấp một tí được rồi. Đó phải farm đi tài nguyên. Gấp tinh ghét là sao? Gấp tinh ghét là cái tốc độ mình gấp nó nhanh hơn. Cái đồ càng xịn nó thời gian gấp nó càng lâu. Cái này thì tôi cũng mới biết luôn. Người phim item là dạng cái item tiêu tốn.
Cái này thì nên tăng lên tí để cho nó có giá trị tí. Thí dụ như anh em đốt một cái lò lửa thì như một khúc củi là nó chạy được khoảng 30 giây đi, anh em tăng cái này lên, giảm cái này xuống, thì một khúc củi bây giờ một khúc củi bình thường thì tốn 30 giây, anh em giảm cái này xuống một tí thì bây giờ là 30 giây nó tốn 0,75 khúc củi. Bây giờ anh em tăng cái này lên tí thì 0,75 khúc củi đó nó cháy được từ 30 giây lên 45 giây. Thì tôi nghĩ gì đó chứ tôi cũng không biết nữa. Mấy cái này thì tôi chưa có chơi nên cũng đoán đoán vậy thôi. Trang bị khởi đầu là cái gì? Bộ gear level 30 thôi, gì thì mất lắm. Không. Thôi chúng ta chơi mặc định từ lúc đầu. Cái này là sao? Rồi, chúng ta xong cái bằng setting này. Bây giờ vô game ha. 15 phút. Cái đó anh em nào chơi một mình mà muốn chỉnh nó kỹ kỹ thì chỉnh cho tôi, còn anh không thì anh em cứ bấm vô relax xong rồi chọn chơi luôn. Đỡ phải quan tâm phiền phức như tôi như thế này. Nhanh gọn lẹ là tiêu chí hàng đầu. Cô máy tôi nó yếu nên anh em chờ tí, thông cảm. Game này tôi không nhớ tôi cài ổ nào nữa. Bây giờ đang load lại cái shader. Hình như hồi nãy là tôi có vô ABS nên nó tải hết tài nguyên vô cái con đó rồi. Bây giờ thì chúng ta lại qua đây. Con này con quả phải không? Nhìn nó bay nè. Đây, chúng ta vô game rồi đây. Cinematic đầu game á. Nhìn điện ảnh phết nha. This was ours. Đây là cuộc chiến của chúng ta. We ruled Chúng ta là this lực của cái vùng đất này. We owned the Chúng ta sở night. hữu bóng tối, màn đêm. But man rose up Nhưng nhân against loại đã us. trở dậy và chống lại chúng ta. Chúng ta là We bên mà were Vladimir đó nha. overthrown. Chúng ta là bên mà con vampire á. Mấy anh hùng mạnh này dám chống cự để chúng ta phải không? Trải qua hàng thập kỷ ẩn mình trong bóng tối. Bị tra tấn bởi cơn khát, nghẹt thở bởi những cái cơn bụi nhuốm màu. Vừa nói vừa khát. Cho đến bây giờ, cuộc săn của chúng ta sẽ bắt đầu. Mấy anh hùng mạnh này hồi xưa là dám chống đối lại mình đúng không? Bây giờ mình sẽ trỗi dậy, đòi lại cái món nợ với những cái nhân loại đó. Vampire Rising. Đây là nhân vật nam mà sau đầu tập cái này là tập game mà anh em tập ở trên mà không tập phần chân nè. Lúc in là sao? Cái này màu da hả? Vladimir thì tôi nghĩ là da gì ta? Da gì nó nhợt nhạt tí. Trắng trắng xanh xanh này đi ha. Cháu không có tóc. Khuôn mặt không có zoom vô được. Khuôn mặt đầu tiên là tôi thấy ổn nhất, nó hiền hòa tí. Này thì thôi. Thời gian tươi. Này đây. Này đi. Vladimir mắt màu đỏ hả? Màu hồng, màu tím. Tóc thì có rất nhiều loại luôn. Cái gì này á? Ôi giời ơi, tóc này cũng đẹp, tóc dài đó. Cái gì vậy trời? Gớm như thế. Ôi giời ơi, Halloween à. Tóc này là tương đối cơ bản. Vladimir tóc dài dài như thế này mới đúng. Nhưng mà có cái nào quý sở tộc hơn không ta? Tóc dài nhưng mà nó mượt mượt, nhưng mà nó vẫn phải đủ độ dài. Cái này đi.
Còn màu thì chơi cái màu nào cho nó nổi lên. Da mình xanh lá rồi, tóc mình cũng chơi tóc tím. Con mắt tím này không được. Rồi thêm màu da đi. Này thì nhạt nhòa quá. Rồi. Màu này thì nó cơ bản quá. Ok, cho nó hợp với background màu xanh lam. Gâu hả? Gái gú thì không có gâu đâu. Để mắt kiến. Trong nét xanh. Nhấn nút cách để thức dậy. Chúng ta đang nằm ngoài lại. Ngầu đét ha. Ôi ôi. Không có coi đằng trước được. Chúng ta chỉ nhìn được sau lưng à. Quay đi đâu thì nhân vật nó quay theo đó. Đúp AD di chuyển. Sao cảm giác nó lắc lắc ta. Zoom down. Tôi cảm giác nó khá là lắc đó. Anh em đợi tí. Tôi ra coi lại option này. Đây, vẫn ổn mà ta. FPS lâu lâu nó drop xuống 60 là sao vậy? Lâu lâu mà FPS nó không có đều cho lắm. Anh em để ý cái phần FPS nè. Tôi bật VSync gì lên đây. Graphics. Cái này là chỉnh độ sáng. Con game này trong bóng tối nó hơi nhiều đó, nhưng mà chưa cần đến độ sáng đâu. Không được, không được. Rồi, hiện tại thì anh em nên để cái phần FPS này, nó no limit. Còn cái limit in game á, anh em sẽ kéo ở đây. Đó. Nhưng thay vì anh em để cái VSync với VSync á, nó rất dễ bị xung đột luôn. AMD FSG này anh em có thể dùng khi mà con máy anh em khá là yếu. Nhưng mà anh em vẫn muốn trải nghiệm con game á, anh em nên bật cái này. Còn nơi tôi thì chắc là no limit với mà lock ở 690 FPS thôi. Rồi, bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là rời khỏi cái mà lăng mộ này, sau đó là đi thu nhập 30 xương. Được mấy cái hòm luôn nè. Mình có thể quay camera bằng cái chuột phải nè ha. Nhấn nút shift để nhảy. Ồ. Mới có 11 xương à. Đi ra ngoài đi. Ở ngoài chắc cũng có xương mà. Thấy gần đây không? À, nút cách là cái chiêu lướt của mình. Mình sẽ lướt trên cái khoảng cách quân địch à, trong 2.2 giây cái đòn tấn công chính của mình nó sẽ gây thêm 25% đam và 5% máu tối đa. Cooldown là 8 giây, thời gian cast là 0.45. Chúng ta đã tỉnh giấc và đi ngoài. Lâu lâu vẫn hơi góp cái BS một tí do nó đang load cái map. Là đi mê vampire nên chúng ta là đi tay thôi. Mình bây giờ đã có thể mở khóa được cái cây kiếm xương, cây kiếm xương và cái nhẫn xương. Nhấn nút tab gấp tinh, gấp cây kiếm, gấp cái nhẫn luôn. Cái nhẫn này và 21 xương lắm. À, nó tự trang bị cho mình ngay số 1 rồi. Con chuột. Táp vô gáp, gáp tiếp cái nhẫn. Cái nhẫn thì gáp này đi đâu ta? À, nó tự trang bị cho mình luôn nè. Nó. Ngon phết. Cái gì? Cái này là mình loot trong cái hòm này. À, ngon. Đây có mấy cái bình vải luôn. Được 32 lá cây. Vậy là mình chặt cây nó ra tài nguyên đó.
cầm nỏ. Mày hả nỏ? Con chuột thì bự dí gì trời? Nó bự hơn mình đó. Làm. Bây giờ mình đã có một cái kỹ năng mới là kỹ năng EG, bắn ra một cái đạn đạo gây là 170% sát thương phép thuật và đi kèm hiệu ứng là chảy máu, hút máu chứ. Rồi nhấn EG để ngắm. Nó phải gồng nữa. À mình chặt cây được rồi. Chào bạn chuột. Ok. Con này sao trâu dữ vậy ta? Chuột, chuột. Này thì chuột. Tụ lực đang điên. Nhận được thêm một phép mới nữa. Phép này là nhấn chữ C, nó sẽ đo dở đòn mà tấn công cận chiến hoặc là cái đạn đạo tấn công trong 1.5 giây. Mình có thể lock luôn. Phản đòn. Đúng rồi. Học đây. Bắt con chuột. Cái cổng này đập được luôn à? Ồ. Trong này có gì không? Có mỗi con chuột thôi. Vậy dưới này là coi như hết đường đi. Hơi trễ hết ta. Tôi thì kém mấy cái con mà nó có phản xạ nhanh nhanh như thế này. Mấy cái cỏ này để làm gì? Tìm cái đường đi đến khỏi cái lăng mộ này. Bên này vẫn chỉ có chuột thôi, không có gì cả. Mình chặt gỗ bằng cái kiếm được luôn à. Để tôi chặn thử một cái cây này mình có được bao nhiêu gỗ. Tiếng game bây giờ nó cảm giác hơi to một tí. Ok. Ủa hồi nãy là khoảng gần 100. Để coi mình gắp được cái gì nữa không. Không, hiện tại mình chỉ gắp được hai món này thôi. Cái gì đấy? Share in my power. Chia sẻ cái năng lượng của tôi gì vậy? Xương rất là nhiều luôn. Nhưng mà lấy xương về làm gì tôi không biết nữa. Đây, ở đây có xương trên đường nữa nè. Mình đập được mấy cái hàng rào thì cũng thú vị quá. Đây chắc lối ra đây à. Chọn cái điểm mà mình nên bắt đầu bên trái hay bên phải bây giờ, hướng tây hay là hướng đông. Có cái chỗ này thì tôi nghĩ bên này cũng có một cái tương tự nữa. Trên này có một cái gì cũng lạ lạ nữa nè. Hai cái chỗ này tôi thấy là quan trọng đó. Tôi không biết bắt đầu hai bên này là nó có theo cái phe phái là cái gì không. Thôi mình đi hướng đông đi. Thôi tôi miền tây mà, vậy tôi đi hướng tây đi. Đèn được cái thành tựu gì á, tôi nghe tiếng gì á. Nghe tiếng gì nó có cái thành tựu gì á. Thần pháp cao chưa, dù sự cái này á. Nãy giờ đi toàn là chuột với xương không à, chưa có tài nguyên gì mới cả. Ê, được cái gì nữa? Recognize my power. Mở ra là cái diều chặt cây với mà cái mây. Nguyên bộ đồ luôn. I require more resources to make that.
Cái này phải có da, nhưng mà da mình kiếm ở đâu? Được cái áo với cái quần này nè, còn cái giày, cái găng tay. Đây, da của chúng ta đây. Chơi chơi chơi. Rồi, đủ cái tài nguyên luôn đó. Ok. Recognize my power. Đây gấp được cây mây với mà cây này. Cái cây này để đập đá với mà mấy cái quặng, còn cây này đương nhiên cần củi rồi. Một hai ba bốn rồi, mở cái bản vẽ là cái huyết mạch của cái trái tim của cái tòa lâu đài của mình mạnh hơn nè, chọn cái chém nó luôn, chém bây giờ lên được 10 đam mà. Chặt cây bây giờ được 200 gỗ luôn. Còn đá thì nãy giờ tôi chưa thấy đá, chưa thấy đá đâu, để mình thử. Có độ bền nữa nha, nãy giờ mới giảm một độ bền à. Không sao hết. Chơi 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 chơi, né, mày né à? Cái gì? Có chữ F gì cả? Tôi chưa kịp đọc nữa. Chính người da, cái này là đá. Mấy con game khác á, anh em đập đá thường là đập bổ từ trên xuống, còn cái game này đập đá nó đập từ chiều ngang luôn. Có cái gì ở đây nè, xanh xanh trên bản đồ nè. Hướng này. Bây giờ mặt trời đã thức giấc. Cái này là cái gì? Điểm tên level. À, tôi nghĩ là mình unlock được một chỗ rồi đó. Cái này nó gì vậy ta? Nó có mấy cái ô gì nè. Tôi nghĩ là không biết xây nhà chỗ nào. Tôi nghĩ mình xây nhà ở đây đây. Chỗ này nè. Mình chỉ đi được trong cái bóng râm này nha, không có đi ra ngoài nắng được, đi ra ngoài nắng là bị chiếu vô nè. Ở đâu à? Đó, đó đó, nắng nó chiếu vô mình đó. Là nắng nó chiếu vô mình mà, nên tốn lắm. Hút máu đó. Máu mình 236 trên 236, cái giá trị máu của mình không là sao ta? Recognize my power. Đây đây, chọn chỗ này đây. Giờ con mình à. Cái khu này là cái khu lăng mộ nên mà mình có thể thu nhập tài nguyên chính là xương. Đi thẳng này quẹo qua hướng đông tí. Bắc Đông Bắc có cây cầu hay luôn. Nắng 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 chết tôi rồi, bốn gấm. Trời ơi, cảm giác như đi ở miền Tây bây giờ vậy đó. Dọc theo bên đây có con đường. Game này tối ưu cũng khá là tốt nha. Anh em nhìn con máy già cỗi của tôi mà nó chơi được mượt mà như thế này là ổn rồi đó. Máy anh em yếu yếu một tí thì vẫn dư sức chơi được, còn máy anh em mạnh thì thôi, khỏi nói nữa. Cái gì? Cái công cụ của mình quá cùi nên không thể khai thác được cái này.
Trên này có miếng đất trên nhà mà thôi, tôi thích xây bên đây thôi. Con gì vậy? Rồi thôi 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 thôi, cái chiều đó mà không thấm máu nữa. Cái này có làng con người gì nữa. Rồi 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 rồi, đánh thằng người kia. Ừ đúng rồi, đánh mấy thằng nhân loại anh ơi, đừng có đánh em. Hay trên này luôn đó, trên này thì nó ngay ấy, trên này thì nó ngay cái ngã ba, nhưng mà mình phải đi qua cái ngôi làng. Lén lén đi qua được không? Thẳng theo con đường mòn bên này là được. Nó quậy banh cái làng luôn rồi. Em xin lỗi, em không biết, em lỡ dắt nó lại thôi. Ấy, nắng quá. Ánh nắng chói chang. Tội nghiệp mấy anh human. Em không biết, em lỡ kéo con quái rồi thôi. Đúng rồi, đi tiếp này. Game này không có nút chạy nhanh đó ta. Nhà đây đi, đây nè, chỗ này đẹp nè. Cái cây này hái được không ta? Cái gì đây, cái gì đây, nó hiện mấy cái là hình tòa thành mấy chục mét này là sao? Ủa ở đây có làng con người nó vậy? Đây có mặt trăng lên này, em đi ngang qua hơn nha, mình bạn bè bình tĩnh qua bình nha. Đây là mình vô mình quẩy thử một phát đây. 16 thôi 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 thôi. Đúng đường không? Đây, chỗ mà mình dự định xây nhà trên đó. Cái dốc này hả? Có ao cá luôn à. Hùng hùng. Đây, khu căn cứ của chúng ta đây, con gì bự quá vậy? Con gấu đây bằng 18. Đánh được, đánh được. Tôi nói đánh được không chứ không biết đánh thắng được không. Hút máu mày nè. Hấp tinh để huyết. Cái gì hấp huyết đó? Hấp tinh để pháp. Bây giờ mình sẽ bui. Ủa? Cái này. Trời ơi, cái này nó nằm xuống đường. Đến đâu mình phải xây lên cái này. Bây giờ tôi dọn cái khu này cho nó sạch sẽ. Đó, như hồi nãy tôi nói với anh em á, cái phần option á, mình nếu như để mấy cái tài nguyên này quá cao á, thì mình dọn cái khu này để xây nhà nó rất là lâu. Như bây giờ tôi đập cục đá là tôi thấy đổ mồ hôi hột rồi đó. Giờ sao mình dọn hết khu này để anh xây nói vậy? Mình có thể hiến tế một cái loại máu. Hút coi. Là máu mình hút càng chất lượng của mấy con thú á, thì mình sẽ lên được mấy cái bậc này. Khi mình lên bậc cao thì nó cho thêm rất là nhiều hiệu ứng luôn. Tôi phải dọn cái khu này sạch sạch thì mới xây được. Chỗ này thì đánh được 2-3 cây luôn.
rồi chống cái khu trên này chưa? Chống cái khu này đi. Cái mà chỉ số 10 trên cái ống máu nhân vật tôi nghĩ nó tính theo cái bộ gear này nè. Đó. Gear level á, chứ trong con game này không có cái thanh kỹ năng hay là cái gì á. Tức là anh em mặc đồ càng xịn á thì cái chỉ số level của anh em nó sẽ càng cao. Cái nhà này anh em nhìn ở góc trên minimap á là nó có hai cái đường đi xuống nè, chứ không có đường thông qua bên kia. Rồi ok, tạm ổn rồi đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu bê để xây. Đây là cái phạm vi bao quanh xung quanh đó. Đây được không? Đây là bên trái tí đi. Vậy bên trái tôi thấy còn đất xây khá nhiều. Đập luôn cái cổng này cái ạ. Ủa quỷ cái này quỷ sao? Đây tôi sẽ xây cái cục đó ngay bên giữa chỗ này. Cái này cũng đập được luôn đó nè. Bị dọn luôn đi. Quá mắt. Mấy cái này cỏ thôi. Rồi mình đặt cái bay ngay đây ha. Được chưa? Cao lên tí. Và trái tí không? Đây được rồi. Để tự hành thủ gì nè. Ủa sao hành thủ nó hiện bên góc trái dưới? Ủa mình đặt được hai cái rồi hả? Vậy là mình còn một cái chỗ bên này để mình xây nữa nè. Anh em nhìn cái mini map nè. Ở đâu có được đó. Vậy sao là nó ghi 1 trên 2 là sao đó. Cái cục này nó có cái gì đây? Không đục được. Rồi bây giờ mình sẽ xây tiếp là tương tác với cái cục này. Cái cục này mình sẽ update cái tòa lâu đài lên. Thì nó cần 4 cái này 50 sàn. Bỏ cái hộp vô hả? Loot and share là cái dạng tài nguyên mà gọi là tinh thể máu của mấy con quái á. Một ngày 11 giờ tức là cái tòa nhà này nó... Anh em nhớ một ngày 11 giờ nha. Tôi sẽ xếp game ở đâu vậy? Tranh điều chỉnh độ khó. Khoan. Không, tôi chơi một mình làm gì có ai đâu mà bị disconnect. Một ngày 11 giờ nó tốn khoảng 100. Ủa? Tôi nhớ là dev ghi mình có thể thay đổi được mấy cái thông số đó mà nó. Tôi định thử một cái. Nhưng mà không thấy. Một ngày 11 giờ mình chỉnh ở đâu ta? Load game. Chọn cái này. Đây chỉnh edit setting nè. Edit setting nè. Cái đó là cái đối khác của cái nhà. Thì cái này là bên phép này. Đây. Mình phải đi săn liên tục để duy trì cái nhà của mình. À đây là những cái tòa lâu đài mà một người chơi có thể bui. Tôi muốn xây nhiều lắm. Nên mát luôn.
Cái này hồi nãy là đúng một ngày nha. Bây giờ tôi thử giảm cái này xuống một tí nữa rồi. 0.25 luôn. Xếp. Rồi, vô game coi thử rồi nó cái setting nó là cái gì đó hả? Ủa thì vô game vô chỗ nào vậy? Nếu như một ngày 11 giờ thì tôi chỉnh cái này thì nó có thể lên một ngày rưỡi hoặc là 2 ngày. Một ngày 1 giờ thì nó lên là ngày rưỡi hoặc là 2 ngày. Anh em đỡ phải đi farm liên tục, anh em có thời gian để dành nhiều vào cái việc khác. Đây là nó gấp đôi thời gian lên 2 ngày nè. Nhưng mà cái mức này hơi cao đó. Tí có thời gian thì tôi chỉnh giảm giảm xuống. Thực ra không cần nhiều thế này đâu. Mình có thể giảm xuống 0.5 mà được rồi. Tôi nói làm liền đi. Tôi chỉ là thí dụ cho anh em coi thử cái à. Đó, bây giờ mình nên để lại cái mức nãy để mà có yếu tố đồ cày cuốc đâu. Đó, anh em có thể vô cái phần này. Vô mà cái home menu là vô cái lớp game nè. Chọn cái server của mình. Sau đó nhấn Edit Setting ở đây. Mình có thể thay đổi độ khó bất kỳ lúc nào luôn. Như cái này là cái độ đối kháng của cái thành trì. Hồi nãy là tôi mới biết đó. Là để mình duy trì là nguyên cái tòa lâu đài của mình á. Thì nó sẽ tiêu tốn một lượng tài nguyên gọi là cái tinh huyết. Gọi là cái loot center vậy đó, tinh huyết á. Thì anh em để cái này thấp thì nó sẽ tốn ít cái lượng tinh huyết nó hơn. Tức là như có 100 cục như tôi thì chứ nó chịu được một ngày. Và anh em để cao quá như cái ba này á thì 100 cục như tôi á thì anh em chịu được có vài phút là anh em phải đi săn liên tục luôn. Nên anh em để cái này cao á, bắt buộc phải có bạn bè nha. Tại vì bạn bè đi farm lấy tài nguyên về nạp vô liên tục mới được. Còn anh em chơi một mình như tôi thì khuyến khích để 0.75 hoặc là 0.5 thôi. Rồi. 0.5 là tôi thấy mặc định là vừa ổn. I cannot build here. This will not work. This will not work. This will not work.
I cannot build here. I cannot build here. Không biết là mình có xây được mấy cái bay. Bây giờ tôi xây được 5 cái bay nè. Sau này có khả năng đó, tôi xây một cái đây, một cái trên này nữa. Nếu như mình tê le lên được đó, thì ngon. Trời ơi, lại dướng cái nó rồi. Dướng mắt. Bây giờ mặt trời lên đó, mình mới xây le lẻ cái nhà. Để có cái chỗ mà mình chui vô mình đốt. Đứng ngay cái bóng, đứng ngay cái bóng. Rồi ok, bây giờ tường. Tường thì nó sẽ có cái cổng. Từ 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 từ. Cái cổng của mình. Camera mình quay hướng này. Vậy là cái cổng nó ngay sau lưng mình. Là cái đường đi ở đây đó. Đây. Rồi cái cổng này đây. Xây hai cửa đi cho nó rộng rãi. Cái này là cái bắt. This will not work. Vẫn bị vướng rồi đó. Tôi phải hòa bảnh tôi xử cái đó mới được cay dữ rồi nha. Hay là nó dướng cái cục đá này. This isn't working. Được rồi nè. Rồi ok. Mình có một cái đường đi ở bển nữa. Nên xây cái cổng ở đây. Lũ đảng cái cục đá nó nằm ngay trước cửa mình luôn. Phía sau này như đâu còn đường đúng không? Thôi, không cần tính từng ô gì đâu. Mình cứ xây cái tường qua được rồi. Chỗ này sẽ cho cái cổng để mình ra sân sau rồi. Này cửa đôi luôn, hai cửa. Bên này cái cửa nữa là ba. Rồi bây giờ có xây trần nhà được không? Đây có shelter với mà chung cư nè. An achievement for sure. Ủa, cái trần nhà sẽ làm sao? Mở cửa ra. Thoáng đãng. Cái gương này nó khác nhau cái méo vậy. Cái gương này thì 2 4 6 7 7 x 2 là 14. Cũng vậy à. Được cái gương này thì nó có màu vàng lên thôi. Bây giờ
Đây là cái chỗ ngủ của mình. Cục này là cái gì tôi không biết nữa, nhìn nó như cái đống lửa chạy vậy. Mình đặt trên giữa đây. Bây giờ nó sẽ tiêu tốn cái xương để tạo ra mà cái đám mây cho một cái khu vực nhỏ để che cái ánh mặt trời. À hiểu rồi, cái này như cái trần nhà nhá. Mình sẽ bỏ xương vô đây mình đốt. Xương nè. Ủa không, chia đôi nhấn lúc nào ta? Alt left. Nhấn chuột phải, chuột giữa. Chia hai. Mình sẽ đốt những cái xương này, nó tạo ra cái xương mù nó che phủ mình. Recognize my power. Bây giờ thì công trình mình có thể xây dựng là cái sân phiêu, là cái máy cắt gỗ nè. Đây là giáp tinh đây. Cái quạt bên đơn giản để ngay cửa chính. Thiếu tài nguyên. Mình chưa có gỗ ván ép. Đây. Máy cắt gỗ, máy nhìn ngầu chét vậy nè. Máy này cho nó quay hướng nào bây giờ ta? Máy này tôi không biết dùng nhiều không, nên mình để ở đồ ở ngoài thì để. Thôi để trong nhà đi. Để nó ở góc này. Tiếp theo là một cái lò rèn, lò nung. Phải có đồng mới được. Cái này là cái máy nuôi chuột hả? Máy gì mà người cái này mình có chỗ trồng trọt luôn. Game nó không chạy à. Cái cục đá này tôi ngứa mắt dữ rồi nha. Rồi. Ủa, ối vãi. Nó có cái bự nè. Năm x bốn hai mươi được rồi, tôi không biết nó là cái gì. Lại tin là ánh sáng hả? I cannot build here. Không thể xây ở ngoài được à, chỉ thể xây trong nhà. Chưa có tài nguyên. Thôi bây giờ xử lý cái máy cắt gỗ trước đã. Đây là mình bỏ gỗ bình thường vô, nó sẽ ra cái bào gỗ với mà ván ép. Gỗ của mình nó nhiều lắm. Nó chạy lâu dữ ha. Khi mà đặt ở trong nó có cái mái che nữa thì sẽ tổng 25% hiệu ứng. Nó có mà một cái trần nhà nữa. Sao mà có mái che được ta, tôi không biết. Mình có thể bỏ cái gỗ này vô. Gỗ này là gỗ hardwood, hardwood. Còn cái này là gỗ bình thường. Còn cái này gỗ gà lơm. Bàn này mình xây chưa ta? À không, thấy có 6 cái đó, quên. Hai máy đi để nó chạy cho nó nhanh tí. Đó anh em thấy cái cơ ngơi của tôi nãy giờ dựng lên thế nào.
Nó hơi bị lọt rồi. Rồi đủ à. Mình sẽ xây tiếp cái bàn chế đồ. Bàn này có vẻ xài nhiều đó nên để ở gần cái cửa chính. Ây da, ngon nghe. Cái gear của mình đang xài là cái kiếm này, nó chỉ có level 3 thôi. Cái này mình lên được level 6. Bây giờ cần ván ép. Mấy cái này lên được hết rồi. Ngon. Cái này phải có đồng. Bây giờ mình nâng cái vàng này lên 3x12. Ủa, ở đâu mình có cái dao rồi đó. Cây thương này là gì? Hồi máu. Cái này thì bốn cái này nó chỉ cần là 12 cái ván ép được à. Rồi đủ luôn. Lên bộ gear bậc 2 của mình hết rồi đó. Cái này là cái gì ta? Vũ khí. Hai cái này nó y hệt nhau à? Chém ba cái, đập ba cái, không thấy khác biệt gì hết. Bây giờ ghi level của mình làm sao cho nó lên 20 vậy? Bốn cái này, bốn cái bộ đồ này hết rồi. Có cái nhẫn mình không có nâng được. Ba trong xương. Bằng cách truy cập vào mà cái tòa lâu đài level 1 của quân địch, mình có thể nhận được là dùng cái chìa phá xương này để có thể mà làm được cái gì đó. Sử dụng một chìa để có thể là phá vỡ được cái mà tường, cửa, cổng, quan tài. Nó chỉ có tác dụng trong mà PvP. Cái này thì chắc không cần rồi. Gear của mình mới 17 thôi. Tôi không biết làm sao cho nó lên được 20. Thì chắc là nâng một trong bốn cái đồng này là lên được. À, 12 cái kia là được rồi đây, cái nhẫn mình lên được luôn rồi. Đủ. Đủ 20. Rồi ok. Bây giờ mình có thể loot jacket, nhấn phím B. Nhấn phím K nhé. Cái này gì đây? À 1. V loot. Cái level gear của mình là 20. Con sói mà biến dị. Sói trắng biến dị nhưng mà sao nó lại màu đỏ như thế này. Level 16, nó nằm ở hướng là hướng Tây hả? Hướng Nam chứ, hướng Nam. Rất là gần cái nơi này luôn. Bây giờ mình phải đi săn nó phải không? Biết nằm đâu thì săn vậy?
Tracking này tìm kiếm sao? À, đi theo cái hướng đỏ nè. Rồi, chúng ta đi đánh con boss đầu tiên rồi đó. Khu này mới mốt làm cái bay phù ở đây nữa. Này là gì? Này này nè. Nút đồ nó. Cái gương nó làm đẹp quá vậy? Giả bù cho cái gương trong nhà mình nó xấu ắt. Xuân phua. Mấy cái gỗ gì đó. Cái nón sợi chỉ. Nút hết. Cây thương thì mình đánh xa hơn tí, nhưng mà cây kiếm thì mình lại đánh là cái phạm vi nó tròn. Tội nghiệp mấy anh dân làng. Cái này có nấu ăn được không ta? Không. Khá đáng buồn. Trời ơi, cái bình đó cũng đâu cái này. Mà tôi không biết tôi đánh lại nó không á. Máu của mình là số 6 nha, nhớ nha. Trời sắp sáng rồi, chết tôi rồi. Nó nằm ở trên hả? Tôi không nghĩ là nó nằm ở trên đâu. Cái cục này chưa đào được nè. Còn tiếng nữa, trời sáng rồi trời. Tôi thấy con gấu rồi kìa. Tôi thấy con gấu ở trên này đó. À, mình đào rồi. Giá. Hấp huyết này nè. Cái ghê quá vậy, tự nhiên cái cây nó hiện lên. Cho anh nhân lỗi bé nhỏ. Tội nghiệp ông, anh đang đi cắm trại trong rừng. Trời ơi, tội nghiệp anh. Để em đập cái liều cho anh luôn. Trời, ngay cái lúc trời sáng nữa chứ. Sói ơi, sói à.
Cục này phải cục đồng không? Tôi nghĩ là xuyên phu á. The material is too strong. Chó lại nằm ở đây đó. Kìa 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 kìa, nó nè, nó nè. Hai trăm tám mốt máu. Nó đâu có hồi máu đâu. Phục rồi. Cái gì ấy? Vãi, nó gắt game luôn. Trời ơi. Cai cú. Nó gạch game mà nó không thông báo gì luôn á. Tự nhiên nó nhảy ngay ra màn hình chính mà làm tôi giật nó mình. Đâu bị cái gì đó nó chiếm quyền. Trời ơi, đang đi đúc đích nhỏ. Chúng ta sẽ có cuộc đại chiến giữa Batman và cái con gì trong mà thôi ta. Trong cái thoa Ganagok á, cũng có một cái con sói khổng lồ bự bự như thế này nè. Nó đánh ngang với con hút luôn á. À. Bạn sói đâu? Gán vài tiếng nữa là trời tối rồi. Hai con luôn hả? Nó gọi để, nó gọi để. Qua đây bạn ơi. Đơn giản vậy thôi đó. Rồi thôi. Cái này do tôi quá rồ rồi. Hấp huyết mày nè. Biết mày luôn đạt được cái hành động gì đó. Uống máu. Ê. Trời ơi. Quái không giết được tôi nhưng mà mặt trời nó lại giết tôi. Nhấn control. Chọn cái này, chuyển qua dạng sói. Ngon vậy. Và. Ủa, ra ngoài nắng cũng bị hả? Mình đã học được một cái bản thiết kế về cái gương. Vẫn bị ảnh hưởng bởi nắng nha. Mẹ về đây. Ủa? Rồi, trời tối rồi. Đó nữa. Quyền tay cái là đánh trình độ nó khác biệt liền luôn. Rồi bây giờ mình về nhà là cái gì này vậy? Ủa? À, chụp phải là đánh dấu đường đi, trời ơi. Có chỗ nào có cục tê le nữa không? Cái kho này của bọn cướp, nó sẽ có quặng đồng và quặng sắt luôn. Đi liền. Đó, chúng ta biến thành sói rồi, nhưng mà nhấn K.
chuyển hình dạng sói á, thì tốc độ di chuyển của mình sẽ lên 60% đam. Ủa 60% tốc độ nhầm, nhìn cho cái đam biết nữa. Con tiếp theo tôi sẽ đi săn là con này, kẻ thủ hộ gừng thiên. Nó là thuộc tính băng level 1. Mình sẽ mở khóa được những cái này nữa. Tí nữa đi, lên bộ đồ đồng thì tôi đi bem nó luôn. Bây giờ đi xử mấy thanh niên nhân loại này đã. Sunfua với đồng hả? Ủa, Sunfua mình không xài được không? Bây giờ nó giăng lưới mà. Cái gì? Ôi ơi ơi, nó thằng chơi cung ưu tú lắm, mình chưa có chơi được nó đâu. Ủa sao không uống đi? À chuột phải. Ấy. Trời, nó chơi tàng hình nữa kìa. Think on your feet. Đau quá vậy, dính nhẹ một cái. Nó chưa được nửa cây nữa. Thôi thà em anh ơi. Level 30 ăn hiếp level 10, level 20. Nó đâu rồi? Mới có nửa cây nó thôi. Nó càng đánh nó càng chạy nó chứ. Nó lóc mẹ con đường rồi luôn rồi. Ủa? Rồi, mày chết với tao rồi. Trời, nó né. Think on your feet.
đi bạn ơi, bắn đi, bạn bắn đi. Chạy hả? Think on your feet. Trời ơi, tội nghiệp bạn tôi. Tội nghiệp bạn tôi level 30. Này thì bạn level 30 nè. Để hút máu cái là bể một đống cây ở đây luôn. Tiếp. Học được cái phép mới hả? Ồ, ngoại máu nha, mình còn học được là 5-6 nguyên tố mới nữa nè. Cái này là phép thực hỗn độn, cái này là phép thực là chích chóc hay gì. Thường tôi phái nhất cái phép băng này. Cái chao này á sẽ thiêu đốt quân địch bằng một cái ngọn lửa của địa ngục, gây 50% đam nhận vào trong 5 giây. Là cái chiêu này của mình nè. Nó cũng là cái phép nữa, nên khi xài cái đó thì mình cắm cái này vô được. Bót cho mục tiêu hiệu ứng là cái này là tấn công Angina hả, là sao ta. Nó sẽ bút cho mình thêm một đống cái chỉ số tấn công nữa. Dậm xuống đất là gây một cái cơn sóng, gây 125% đam phép và gây cái hơn cái hiệu ứng là thiêu đốt. Cái này tự boost lên bản thân đi. Bỏ cái đó. Vậy là mình chỉ xài được hai chiêu đó trời. Ủa, con này mình thịt nó rồi mà. Tiếp theo thì con này nó sẽ cho mình cái hệ độc. Ủa, cái QC mình có xài được đâu. Đâu có xài được. Tại sao ta? À, phải ghê chuột cho mình á mới xài được. Nó kéo dài có 10 giây à, quá cùi luôn. Ngon rồi, cái chiêu này không ngon. Phải ghê chuột cho mình này, bấm cái nữa thì nó mới chết. Này chỉ có một đường vào thôi. Chạy 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 chạy. Yeah.
Bộ liệu bộ lão. Có cái đống đồng này thì về mình lên được bộ đồ đồng đó là mình bắt đầu luôn rồi. Kìa, bên kia mấy anh kia vẫn đào đồng tỉnh vui vui luôn. Nhìn mạng mà trời, ba lô mình mà đầy được đó hả? Cái này là cái gì bây giờ, không biết nên bỏ cái gì ra. Mười bốn phần trăm là sao ta, cái này mình lắp vô đâu được? Tôi không biết mình nên bỏ cái gì ra nè. Tôi thấy cái nào nó cũng quan trọng, có giá trị với nó. Giấy thì nó hơi ít, cái bông nó cũng hơi ít. Hôm nay bỏ cái gỗ này, đồng thì mình cũng nhiều rồi. Mấy cái này thì tôi không biết nó làm cái gì, không biết nó có quan trọng hay không. Chắc bỏ cái gỗ này ra đi. Trời ơi trời, trời sáng rồi. Are filled. Dưới này nó có cái gì nè, có cái gì trên bản đồ nè mà tôi nghĩ mình chưa nên tập đâu. Giờ đi về đó, về đi, về đi. Đi vào đây thì cũng không có nghĩa lý gì. Thương nhân về nào, chúng ta lên bộ đồ đồng đi, cất một mớ đồ đi nữa, nắng quá. Ủa cái băng cướp này hồi nãy tôi nhớ tôi dọn rồi mà ta. Mình lên đây mình tay le về thứ này được không? Mình không thấy tay le bởi vì đang sử dụng, đang có cái vật phẩm gì đó trong người nó khá là quan trọng. Thương nhân thì ngay đó. Thương nhân nó trao đổi với mình không ta? Nó nhìn mình là con Vladimir thì nó sợ té trái luôn rồi. Ủa? Không đi qua sông được á? Trời ơi, Vladimir giết người như ngoé, vừa bay vừa nhảy. Thì nó vẫn chơi chơi đôi với mình bình thường. Tài nguyên nó cần là cái gì ấy? Cái này là của nó hay của mình?
Nó chỉ bán thôi, nó không có mua nha. Level 7. Mình level 6, nó hơn chỉ có một bậc là nó thua cái đồ đồng á. Một cái con cá rất là phổ biến sử dụng để chế ra dầu á. Chuyển nó thành dầu sử dụng cho mà cái việc hút máu của mình. Tôi không biết mấy cái này là cái gì. Thôi, không có nghĩa lý gì cả. Thằng này bán lá cây. Hồi phục 40% là máu của mình trong vòng 10 giây. Nhưng mà cái bình này xài mấy lần? À, nó sẽ phá vỡ vì là nó nhận đam. Cái này là kháng ánh mặt trời. Giá hơi mắc. Anh này bán cái gì? Sao bắt khách hàng đứng ngoài nắng như thế này? Quyển sách nghiên cứu thực bóng tối. Có kỹ thuật cái bàn nghiên cứu hả? Không thể teleport nè. Cái món nào mình... Đây là cái này không thể teleport nè. Không thể tele luôn nè. Mấy quyển sách này chưa đủ tiền mua nhưng mà tôi thấy nó khá thú vị đó. Cái này là game nè, giống cái cục của mình nè. Cục này cũng khá rẻ, 12 đồng à, nên cái mình mang trong người không có giá trị gì cả. Thôi về nhà thôi, nhà mình đâu rồi? Hòa bình nha, đi ngang thôi nha, tôi không muốn là đổ máu đâu. Chơi 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 chơi. I must make room if I want to carry that. Cái này là giống hệt cái mình đang cầm nên không có ý nghĩa gì cả. Đây, khốn nạn, cái cục khốn nạn này. Ngứa vào mắt. Nó dám mọc lên cái cửa mình. Thiệt đó. Bang. Một hit vô là lên 13 đá luôn. Rồi. Upgrade lên thì 12 cục đồng với mà 12 da. Da của mình đó, nó đâu ta? Cái này mình cần có gỗ nè. Ngàn gỗ vô đây cho nó cắt tiếp. Ừ. 15 gỗ mới ra được một miếng này hả? Trời ơi. Rồi còn cái này là cái gì ta? Nè. Xương với cái cỏ này nó sẽ ra chuột. Rồi, xương, cỏ. Mình nuôi chuột hả? Trái tim. Đọc. Ôi vải, nó ra ăn chuột thiệt nào. Dạ. Yeah. Nó có bò đi đâu không hay là nó chỉ quanh quẩn chỗ này? Cái này là xương cá. Cái này là cái bụi của mà gọi là cái bụi đây. Cái này để ngoài đúng rồi đó, ô nhiễm vãi cả. Mình xây cái lò rèn
bao đành, gồ đốt. Cái gương á, để mình chỉnh sửa nhân vật nếu cần đâu. This will not work. Này đẹp không? Ý, cái quan tài này cũng đẹp hơn đó nè. Ai mà ngủ trong cái quan tài của bắp kia như vậy. Gấp tinh, mình sẽ xây cái bàn, gọi là cái bàn chế vải hả? Đĩa thơ mình lấy đâu ta? Bây giờ chế cái lò rèn trước. Có cái lò rèn rồi. Cái này mình chỉ xây được có 4 cái cùng lúc à. Đây là cái cháp. Những cái item mà nó chỉ chuyển thành cái vật liệu là nguyên bản hơn, dạng như là cái máy nghiền vật liệu vậy đó. Cái này là cũng là cái máy nghiền đó hả? À, nó sẽ nghiền thành gạch với mà bụi vậy đó. Cái máy này như cái lò đóng gạch vậy đó. Tôi nghĩ là xây cái đó là mình lên được cái tường đá. Tôi đoán ra nghe chứ không biết nữa. Cái số 15, số 9 này là cái gì ta? Cái số này để hiển thị cái gì? Cái này dạng là cái gương của mình nhưng mà nó xịn hơn. Khi cất đồ trong đây á, thì quân địch nó sẽ không lút được đồ của mình. I cannot build here. Đấy, bấm lộn cái bàn này. Tôi muốn chuyển thành ngọn lửa xanh cơ mà. Chơi nguyên cái tông xanh luôn nó mới đẹp. Rồi, bây giờ chơi cái lửa tông xanh này. Đây là tông tím ta, thử coi. Tím thì nhìn nó ảo ma hơn á. Bên xanh bên tím đi. Lửa xanh này phải không? I cannot build here. Nhìn như cái quán bar luôn rồi. Thôi, bây giờ xử cái lò rèn này. Cái lò nung này, quặng đồng của mình. Không cần lửa ta. Thủy tinh thì nó sẽ ra cái bình thuốc sulfur của mình, 135 bỏ vô luôn. Rồi xong cái đồ đồng này mình sẽ lên được cái đồ sắt.
Mấy cái này tôi không biết là cái gì. Thêm cái gương nữa để đây mới được. Cái này để chế thuốc, còn cái này là tiền của mình. Tiền thì chắc bỏ trong người đấy. Liên quan đến ba cái thảo mộc này thì cất vô đây. Mấy cái tài nguyên này dựng thêm một cái ngay đây nữa. Bên này là mấy cái tài nguyên thô. Mấy cái bụi này thì tôi cũng không biết nó là cái gì. Bây giờ đợi có đồ đồng đấy. Con chuột này mình sẽ chế ra 10 cái máu à. Để mấy con chuột chế ra cái máu này, bỏ cái máu này vô đây để nuôi cũng được. Mới có 7 đồng à. Chín đồng thì chắc nâng được một tí đồ nữa đó. Chín đồng của mình thì đây lên được bộ đồ đồng rồi nè. 12 đồng mới được một món. 1, 2, 3, 4. Có cái cung đồng luôn. 5. 5 món x12. 5 món x12 là 60. 60 thêm cái bộ đồ này nữa. Bộ đồ này cần lia thơ với mà cốt nữa. Chỉ 3 chỉ thì 12 chỉ. Nhưng mà lê thơ tôi không biết lấy ở đâu. Chế tại cái bàn giọt. Rồi ok. 12 chỉ. Chế từ cái bàn giọt. Thì cái bàn giọt mình cần là cái gì ta? Chính lê thơ mới chế được cái bàn giọt. Lia thơ nó lại từ cái bàn dệt kia. Bạn đùa nhau à. Vậy làm sao mình có lia thơ được? Chính cái miếng da này á thì mới ra được cái bàn dệt. Ủa không phải. Cái bàn này cái bàn mai chứ đâu phải cái bàn dệt. Bàn này tay lo mà. Taylor không phải cái bàn đó. Không phải cái bàn đó, cái bàn dệt nó khác, cái bàn mai nó khác nha. Là tanner nè. Tanner. Vậy là mình có khi phải đi săn con nào á. Đây 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 đây. Mình mới đi săn con này thì mới mở phá được cái này. Săn những con đó thì mình mới mở phá được mấy cái bộ đồ rồi. Ấy. Trời ơi, cái hạt một của mình là lên tới 37 luôn nha, clear hết là 1 nè, 2 3 4 5 6 nè. 7 8 9 10 1 12 13 14, còn cái hạt hai thì tôi sẽ không cuộn lên đâu. Chơi đến đâu mình coi đến đó nó mới hay. Nhưng cái hạt một này 14 con quái rồi. Ây da. Con này thì cái gương lớn hơn, với cho mình cái ngọn đuốc. Con này tương đối gần. Rồi tập kích con này trước. Bây giờ đủ đồng chưa không biết nữa. Đồng nó lên lâu quá à. 15 đồng mới được. 15 cái quặng đồng mới ra cái cây đồng mình cần 60, 60 x 15 là 900.
900 hả? Trời ơi à. Đi đào quặng thôi anh em ơi. Đi có cục đây nè. Cục này nữa chắc đủ rồi. Khoan khoan khoan, mình chế cái cây độc bằng đồng đi. Ủa, cái bộ khai thác tài nguyên của mình nó đâu có lên nữa. Cái kiếm à, cây chày đây. Rồi xong mình phải kiếm lê thơ để lên được cái bộ đồ này. Bộ đồ này thì nó chỉ tăng từ level 2 lên level 3 à. Hồi nãy cái kia nâng lên á thì nó cần cái đó, nhưng mà cái này nâng lên thì nó lại không cần á. Đây, tôi coi thử so sánh hai cái với nhau rồi nó khác nhau nhiều không? Không phải cái này. Cái hai với cái năm ha. Chặt vô cái cây này nữa rồi. Cái hai này chặt vô cái này. 32 đá. Cái năm này. 28. Vậy tính nhau chơi có trên nhau có khoảng là 15% à. Không ngon cho mấy. 15% thì quá cùi luôn. Ủa? Sáu đồng mình được thêm một món nữa nè, 200 đồng cũng chắc cũng đủ rồi đó. Công nhận con game này nó farm cực phết đó. Làm cái ghiều đi để mình dọn cái khu này luôn, rồi tối tối là mình đã ra đường thở gì ghê với em. Còn mấy cái này là mấy cái gì tôi không biết nữa. Game thì có thể sử dụng để gáp mà những cái vật phẩm vũ khí là phép thuật, chưa biết nó là gì nên mình cứ cất nó đi. Khi mà mở phá cái kỹ năng này á, thì mới unlock được cái này, cất luôn. Còn cái ba lô thì sao ta? Trang bị cái túi đồ này để mở khóa cái ba lô này ở dưới, rồi ok luôn. Rồi dọn cỏ. Game này chặt cây cũng khá là mạnh nha. Mặt trăng lên rồi kìa. Rồi, hết ngày rồi. Chăng nói hộ lùng tôi. Giờ này yếu tố hành động thì nó cũng khá là ngon đó. Cảm giác là đánh đấm rất là đã tay mà chưa biết mình chưa được của mình. Ủa nó chưa quyên á. Ô không, chỉ có cái đồ đồng này mới có chưa quy thôi. Con chuột bò đâu mày? Chết rồi, mấy con chuột để đây nó bò đi hết.
cổng nó cũng khá là đẹp nên để cái cổng ở lại đây. Nè, chọn cái nền là lâu đài, cái nền ở ngoài này thì cho màu xanh. This will not work. I cannot build here. Vướng cái này, vướng cái cổng, tí dọn luôn. Vướng cái cây, vướng cái cây mọc như máu quá vậy. Chỗ này thì chắc mở cái nhà ra nên nền trắng. I cannot build here. Nó ra được không cây một à. Để men chuột nó bớt bò đi. Rồi mình dọn nốt cái khu này luôn. Rồi sạch sẽ chưa? Còn cây cỏ nữa không? Còn cái cây này hốt luôn. Dọn nấu cái bụi bên này với cái khu này đó. Tôi còn chưa tính đến cái việc là mấy công cụ mình có độ bền đó, nên một hồi là nó hư độ bền cái là báo. Tôi cũng chưa biết làm sao. Rồi B chọn cái nền. This will not work. This will not work. Vậy sao vậy? Ô này bị cái gì? I cannot build here. Ơi, 50 à, mình chỉ đặt được 50 cái sàn này thôi, hóa ra cái số này là cái số limit. Ok, không sao.
biến chó đi cho nó nhanh đó. Là gần sao rồi, 25. Gỗ 71. Bây giờ mình nâng cái bộ đồ đồng lên, nâng cái bộ vũ khí trước, cây kiếm, cây thương. 10 đồng nữa mình mới chế được cây cung. Thì cũng lâu đó. Mấy cái nào không tay le được thì đây, cái đồng này là không thấy tay le được luôn nè. Mấy cái tài nguyên cơ bản vậy mà nó cũng không do tay lấy anh. I am missing key ingredients. Mười con chuột không đủ xương này. Xương nãy tôi nhớ nhiều lắm rồi ta. Thôi rồi, hình như xương có đem đi nuôi chuột hết rồi. Mười lăm xương mới được cái này, xương có đem đi nuôi chuột ở trên rồi. Ôi ơi, bây giờ coi cái bộ kỹ năng tôi vẫn chưa có gặp lắm. Cái này không có kỹ năng. Phiêu bốc này là nó màu tím. Nó màu tím thì lấy thử một cái rồi. Sao gắn được cái khiêu vô ta? Cái mô này để đây là cái gì không biết nữa. À, nó phải dùng vô cái bàn đó thì mình mới xài được. Giờ mình chưa có cái bàn đó. Thôi, bây giờ mình đi săn kia thôi. Tôi đủ cái đồ đồng, mình chế cây cung chưa nữa. Cây cung thì tôi không biết có cần tên đâu. Cái này nó chế hơi lâu nha. Quá lâu luôn. Game này nó cuốn phết. I am missing key ingredients. Ván ép. Mấy cái đồ mình chế tạo rồi là mình không có đem đi được. 10 sát thương vật lý. À quên. Chu quy của mình là xây kiếm, số 5 của mình. Tôi nghĩ là xây kiếm nó vẫn ngon hơn.
Cái này có đẩy lùi nữa. Tôi nghĩ là dùng kiếm vẫn ngon hơn á. Bốn bốn năm ba ba bốn, vì như bốn bốn năm thì nó ngon hơn tí. Thôi xài cây thương cũng được. Gồng lên bắn hơi bị lâu, 5 mũi. Nhưng game này thì chắc cây cung tôi để số 5. Rồi. Một, hai, ba. Mình xây theo góc này thì nó nằm lệch về hướng đông. Rồi đi trên được không? Được rồi. Rồi ok, chúng ta đi thôi. Đi có hai cái mỏ đồng ở trên luôn rồi. Thôi 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 thôi. Này là sao? Ấy ấy. Sanguine regeneration. À, hồi máu. Khi mà không có giao tranh thì mình có thể chọn cái đó để hồi máu. Đi đường dưới hoặc là đường trên, đường dưới đây. Có cái gặng núi to lắm. Nắng quá, nắng như ở miền Tây bây giờ vậy đó. Đi con gì đủ quá vậy? Vậy mình đâu có sợ đi nắng nữa. Rồi, cái tia máu nó đâu rồi? Nó đông bạch.
Đi ngang thôi. Mấy anh cướp này. Cũng hướng rồi đó. Bao quay, gần tới rồi. Ủa đâu phải, mình đâu phải bắt này ta. À đúng 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 đúng. Trong này luôn hả? Trời sắp tối rồi, tiếng hả? Biết phải đúng trong cái chỗ đó không nữa. Rồi trời tối rồi, khỏe rồi đó. From my veins I rejuvenate. Thành phố mất điện là anh xuất hiện. Come on. Cây muốn lặn mà gió chẳng ngừng á. Bà nó đó. Nó lấy 26 lận lên nó cũng khá là trâu quá nha. My blood restore my body. Ủa, tốn cái điểm gì á chứ không phải là không tốn đâu. Nó nằm ở hướng trên này á. Đi gì mà xa dữ vậy nào? À không, thẳng hướng này thôi. Trời ơi. Thôi 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 thôi. Sanguine regeneration. Ừ đánh con dê đi, đánh hù đi anh ơi. Hả?
đánh con này cũng dễ, mình giữ khoảng cách là được. Mới nói xong à. Bạn chạy à? Đơn giản, game dễ của dễ luôn. Bây giờ mình có thể trồng mấy cái cây này trong chậu được rồi nè. Nói chung làng đó hả? My blood reserves run low. Ba 40% này là sao ta? Cắn mày nè, cắn mày đó. Cắn mày nè. Winter's come early. We better be prepared. Yeah. Chết chết chết. Blood sustains me. You've got one chance to run. It's going to get a lot more difficult in a moment. Freeze! No way, no way. Đánh này cũng dễ. Freeze!
Do mấy này mới có 20 rồi mà mình lên level hơi bị cao rồi. Bây giờ chích sức máu của mấy này mình đọc thử nó. Đó. New knowledge acquired. Nó hai con. Này tiếp theo luôn. Lấy hết. Có cái nút nào mà lụm đồ nhanh nhanh tí không ta? Cái làng này thì chắc không còn cái gì nữa. Đi. Thì còn có nhiều máu nữa vậy bạn. Dạ mình sắp đủ 12 để làm cái bàn luôn rồi. Tội ảnh nghèo khổ, trong nhà có hai cái giường với cái gương à. Do 15% luôn. Tức là mình hút được mấy thằng cấp cao thì mình mới mạnh lên. Bảy mươi sáu phần trăm kiếp gì trời, gấu nó bay kìa. Gấu nó bay như thú người bông nha. Phải lên level 3 luôn. Rồi, khu này coi như là dọn hết rồi đó. Được cái bàn nghiên cứu mới nè. Bây giờ có hai con này. Gần gần gần, con này nó gần. Trời sắp sáng rồi trời. Mình quay mặt theo hướng này. Nó hướng tây tây nam là có thể chỗ này. Can I interest you in a little something? Mang nó về cái bàn nghiên cứu đó để mình có thể nghiên cứu thêm được nhiều hơn. Ghim gan cái quần. Cái quặng đồng. Waterwell là cái giếng nước hả? Tôi không biết mấy cái này là cái gì. Thử cái đây. Wanna trade? Check out the goods. Check out the goods.
Cái này để mài rồi, nó giống như cái hàng hòn đá mài vậy á. Lia thơ mình 12 là đủ rồi, không cần nhiều nữa đâu. Mấy anh này chỉ có mua chứ không có bán hả? Bây giờ đi từ từ để trời tối đó, mình mới công đó. Khổ mấy anh. Chơi 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 chơi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng là gì đó. Bây giờ cứ thông thả thôi, đợi trời tối với mình lên mình đánh con đó cái này. Qua cây cầu đó. Nó nằm ngay đây luôn hả? Kìa 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 kìa. Nắng 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 nắng. An intruder, huh? Guess I have to handle this myself. Cái gì hộp? Bạn thôi, bạn cứu qua bạn thôi. Này thì bạn thôi nè. Taste of knowledge. Tội nghiệp anh nông dân từng phát. Cái gì? Nắng nhà, nắng nhà. I must make room if I want to carry that. Ba lô mình nó lại đầy rồi. Úp. Cái quyển sách mình mới mua không có thể quăng đi được. Da mình khá là nhiều, nhưng mà tôi không nghĩ mình nên quăng bỏ mấy cái da đâu. Đá này bỏ được. Sắp hết nắng này. Thêm phép mới bên cái phép thị văn này lóc lóc sẽ đi 50% phép trong 3 giây và gây hiệu ứng đóng băng luôn. Chiều này ngon hơn. Nãy rồi xong mình bật cái xe lên mình quét rồi nó.
G với C. Khoan 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 khoan. Mình còn một thằng nữa. Còn này bắt nó luôn. Khá là gần. Lũ đạn nhà nó chứ. Chiêu này với cái chiêu nãy có tác dụng méo khác méo gì đâu đó. Rồi chắc kinh đi cái này đúng hướng này. Người ta hướng này hơi vòng qua trái một tí. Gần rồi, gần rồi, chỉ là nó trong cái làng này luôn rồi. Ủa nó gần mà nó có trong này đâu. Phải thiệt cái này cái vách đá. Trời ơi nó nằm đúng bên kia vách đá luôn á. Có gương nào ở đây không? Không luôn. Đi vô cái chỗ này phí thời gian. Cái chỉ vô đó ta. Ngồi dưới hả? Cực kỳ gần. Cái hầm mỏ này hồi nãy mình đi một lần rồi mà. Space in my inventory. From my veins, I rejuvenate. Cái này là trái tim người á. Tanh hết gì nè. There is no space in my inventory. Cái tim này không biết có xịn nữa không. Rồi mất mẹ cái 75% của tôi. Trời ơi ngu vậy. À nó chết thiệt. Trời ơi ngu gì ngu dữ.
Sách về kỹ năng gàn. Ủa? Ủa? Ngon. Mở được tí ô vuông đó nè. Gần ở đâu? Trong này à? Tám khó bấm à. Hồi nãy cắn được con gấu 70 mấy % đang ngon rồi. Trời ơi. Cái búa này nó cũng cùi. Cái này ngon nè. I must make room if I want to carry that. There is no space in my inventory. Cái heo Gagion này là cái gì đó? I must make room if I want to carry that. Không biết là cái gì. Kìa. My bags are filled. My bags are filled. Gương, nhiều gương lắm. 3-4 gương luôn kìa. Con cá vàng, cái này cũng khá là ngon nè. Bỏ da ra. Con cá vàng này, mấy cái hạt giống này nó trồng được, nhưng mà tôi không biết nó có giá trị nhiều không. Thôi xuống bem thằng đó cái về thôi. Dướng đường. Dướng đường. Lively for a corpse. Bet you smash up all the same. There is no space. I think I overworked myself. I must make room if I want to carry that. There is no space in my inventory. Rồi, mình đi xong 3 ngày đó, mình về nhà được rồi. I feel stronger. My bags are filled. Ngon. Ba thằng. Tiếp theo là mấy thằng này. I must make room if I want to carry that.
clay này mình chưa có cái nào nè. Bỏ vô mấy gàng để ra được cục gạch thì nó nghĩ nó khá quan trọng. Tôi nghĩ nó khá quan trọng đó. Mà mình nên vứt cái gì bây giờ? Tôi không biết cái nào ngon cái nào dở. Thôi, giờ mình về nhà đó. I must make room if I want to carry that. There is no space in my inventory. Không có cơ đồ nào trong cái khoảng ba lô của mình cả. Này sao màu đỏ vậy? Về nhà nâng đồ lên nào. Ngon rồi đó. Bây giờ mình rất là mạnh mẽ rồi. Chuẩn bị đi farm được mấy cái tài nguyên sắt. Này nó ở rất là xa luôn, nên cứ thà nó đi. Cố lên anh ơi, cố lên anh. Hai anh này giúp nó đi chứ. Nãy cắn cái 75% đúng ngon luôn á. Lên được bậc 3 luôn. Tự nhiên ngu không biết đi ăn với cái trái tim vô. Nãy cắn gấu đúng phê. Tăng tất cả hiệu ứng lên 25% hả? Kiếp gì? Hai cục đồng mới nâng được cái bay mình lên. Lên. Bây giờ mình cần có gương, mấy cái gỗ mà đã được ép, gỗ mà được gia cố lên. Sau đó một cái bình tạo cái gì nữa đó. Lên được 140 ô rồi nè. Lên được chứ mà 5 cái quan tài. An achievement for sure. I am ready for a new day. Rồi đã không? Bá đạo vãi. Rồi thôi. Cái gì đây? Rất là nhiều mấy cái trang bị mới luôn. Bây giờ cái này cần phải có đá mình mới xây được. Cầu thang 9 cục đá lên được tầng trên.
cái này decor thôi. Gắn lên tường mới được. Cô đồ này để chứa mấy cái game. Cái gương này to hơn, gấp đôi cái gương nãy của mình. Cái bụi game là lấy đâu ta? Coi tí nữa đây. Ghép tinh bây giờ mình cần hai cái bàn quan trọng nè, chính ván ép và chính ván ép với mà năm da. Của da nãy mình nhiều lắm mà. Cái này là cái gì vậy ta? Đi co cái lâu đài thôi. Cái bàn này chỉ để trang trí mà không để làm gì hết. Nên thôi, không có tác dụng gì đâu. Ủa cái bàn container gì đâu? À đây nè, đây nè. Ba cái này rồi, cái này rồi. Bàn nghiên cứu. Chỗ trồng cây. Cái bàn nghiên cứu này. Trang trí cho đẹp thôi. Rồi có cái giấy để trang trí bằng cái này hả? Không biết mấy cái này có tác dụng gì. Hóa ra giấy là để làm ba cái học thuật ở bên đây. Có thêm một phép mới. Dậm đất và bắn tầm xa. Bắn tầm xa nó gây tí phép mà tôi thấy không ngon cho mấy. Cứ để ra đi. Nó sẽ ra cái da này. Chế cái này để chứa máu. Chứa nước chứ, chứa loại thuốc thì tôi không biết nó để làm cái gì luôn. Nó ra cái này nè. Nhưng mà chắc mình chưa cần đâu. Bây giờ mình cần da đó. Thôi mấy chuột này bỏ đây cũng hơi phí. Bỏ nó bên output được không? Được. Nhưng mà mình cần chế thì bỏ nó qua bên kia. Cái này chắc tôi để ở ngoài này luôn á, cho nó chung với cái chuồng chuột bên kia.
nhưng nó làm tự động rồi. Recognize my power. Giờ mình có thể di dời được cái trái tim này rồi. Thiếu cỏ. Đây, mình trồng ở đây đi. Dọn hết mấy cái cây này luôn. Khu vườn của chúng ta nó nằm ngay đây. Mấy cái decor này nó quá trời, anh em nào thích xây dựng thì thử qua được á. Rồi mình tương tác với mấy cái này sao ta? Tôi vẫn không hiểu cho lắm. Cái này hơi bị ngon nha. Bây giờ mình kiếm đâu ra cái nhẫn này ta? Ủa cái cung mình lên được bật nó rồi nè. Lên được mỗi cái cung thôi. Hai cái mảnh tím với chính mà cái quét tone. Hóa ra là mấy tờ giấy nãy mình học thực là nó lên được bả đó. Phải có cái áo này mới lên được cái áo này. Áo này 3, cái áo này 4 lần. Ngon nha. Đỏ. Còn cái cung này chính cái quét tone. Cái Kuga Ambermit gì đó. Tôi vẫn không biết trồng cây làm sao.
Cái này là mình gấp trong đây được luôn á. I require more resources to make that. Thiếu một tí gì à? Đây nào, thiếu cái áo tròn nè. Máu lên 3 số 3 rồi. Đẹp chưa? Ủa sao mà còn mấy cái số 2 này thế này? Ủa? Nãy giờ tôi chế vậy nó đâu có mẻ như này. Cái áo này lên 4 rồi đúng rồi nào. À lên rồi, lên rồi. Mấy cái này là mấy cái đồ thừa thôi. Mấy cái đồ thừa rồi chắc bỏ anh đây. Chưa có cái máy nghiền. Bây giờ mình 28 này. Khá là mạnh này. Máu lên 4 lít luôn nè. Hai cái mảnh màu tím. Cái đó thì có rồi. Còn cái kia thì tôi không biết. I require more resources to make that. Cái này thì quýt ton đó là mình lấy đâu ta? Mình chưa có cái nào hết. Nên tôi không có nghĩ là dễ kiếm đâu. À. Nói ra phải đặt nó xuống cái thành công cụ đó. Trời ơi. Hóa ra là vậy. Chết rồi, bấm lộn. I am missing key ingredients. Rồi, đi trồng cây thôi. Tôi nhìn cây nào cũng như hệt y hệt nhau cho nên là cho mình nhớ được. Chính da lò gàn 20 quặng. Gàn bây giờ nó cũng gàn xong luôn rồi.
Cái này như cái thùng gác chứ. Rồi nó gắt game nữa rồi. Để đi vô một tí nữa thì chúng ta nghỉ. Game đang cuốn. Cố gắng mà dọn dọn xong cái đi. Tự nhiên mà nó gắt là đột xuất luôn. Không có thông báo gì hết. Cũng không có dấu hiệu gì biết trước luôn á. Vô sắp xếp cái kho đồ rồi. Ngày hôm nay chúng ta nghỉ ở đây. Game này cuốn phết. Đợt này tôi phải lia hết cái hạt 1 trong khoảng là 2 đến 3k nữa. Mình vô đây mình kiểm tra lại thông tin cái lần nữa. Hồi nãy là cái chỉ số trang bị dạng như là cái lực chiến của chúng ta vậy đó. Hình như là nó lên 28 rồi. Nếu như cao hơn đường tí nữa thì đi đánh bấn khoái nó khá là ngon hơn. Nhanh lên anh ơi. Hình dinh. Bây giờ mình 28 là đúng rồi nè. Cái cặp này thì nó không có cộng gì cả. Cái nhẫn đúng rồi, cái nhẫn. Mình phải có cái máu tinh chất. Cái nhẫn mà ra David Ginn đó cái nữa. Không biết kiếm ở đâu. Mình chỉ có cái nhẫn này thôi. Cái nhẫn nó khá là ngon. Cái quặng đồng này. Gỗ. Rồi. Hôm nay chắc tôi chơi đến đây thôi. Bây giờ để coi cái đợt tập kế mình đi săn được những con gì. Cái nón này là đồ ngoại trang trang trí nè. Nên tí nữa tôi đi mua cái nón đẹp đẹp. 150 hình như là 150 đồng bạc. Tiền của mình đâu ta? Đây nè. Được cái áo hơi xịn tí. Lên được màu xanh dương. Nhưng mà nó mới chỉ có một vòng mà. Nguyên bộ đồ của mình mới level 3 thôi. Đây nè, cái bộ đồ vải bóc này mới level 3. Cái áo này tôi mới chế nè. Đi lại thương nhân á, mua nguyên cái bộ sách của nó luôn. Đúng rồi. Tranh thủ làm luôn đi. Gọi nữa hả? Bị gì vậy ta? Rồi thôi, hôm nay ngừng đây đi. Ngày mai thì chắc là ca tôi kế đó. Tôi không biết khi nào tôi rảnh để có thể chơi nữa. Nhưng mà con game này rất hứa hẹn để mà mình có thể chơi tiếp. Đây. Vì xin. Rồi ok, bye bye anh em. Lần sau thì tôi gán đi lia ba con boss quách. Ba con boss còn lại. Trong cái hạt 1 này. Rồi. Game này rất thú vị, rất cuốn nha. Rồi bye anh em.